Chào lại tất cả anh em ha. Mình cũng vừa mới mới dọn xong, mới kiểm tra toàn bộ con máy xới cào cào. Anh em thấy hình dáng nè. Đó. Nói chung là máy bên mình thì anh em cũng thừa biết rồi. Nói chung là nó biết nhiều hơn là những anh em có dùng rồi. Đó, một con máy mình làm ra rất là chắc chắn, nói chung là rất là kỹ lưỡng từng chi tiết từng con máy. Đó, kiểm tra toàn bộ thì anh em về cứ cứ việc là đổ xăng xăng, nói chung là đổ xăng dầu vô vô là sử dụng thôi, chứ không có không có lo mà không có sợ lỗi lầm hay là gì hết. Mình đã kiểm tra hoàn tất rồi, nói chung là cái điều đó thì chứng minh là những anh em có xài rồi. Đó. Chứ còn mà anh em mà chưa xài thì mình nói thì có thể là không tin. Nói chung là nếu mình nói thì chắc ai cũng nghĩ là bán hàng thì nói tốt, ai cũng nói tốt hết chứ không ai nói dở. Thì đương nhiên cái tâm lý là vậy, có sử dụng rồi mới biết. Đó, thôi mình không nói cái phần đó nhiều. Còn mình chỉ mong muốn là anh em chốt máy, mua máy bên mình thì chốt cho chính xác, nó tham khảo kỹ rồi hả gọi lại là đặt mua, chứ không có nên đặt vội đổi ý này nọ này kia thì không hay. Nói chung là một là làm anh em nó không được vui, hai là làm cái công việc mua bán của bên mình nó bị gián đoạn. Nói chung là cái người mua thì mình nói bán rồi mà cái người mua lại là một lúc sau thì lại đổi ý, cứ đổi qua đổi lại vậy thì không hay ha. Cho nên là anh em lưu ý cái chỗ đó dùm cho bên mình thôi. Còn máy móc xài cứ thoải mái, xài thì có cái gì trong cái theo hoạt động đó, có cái gì mà nó không nó xảy ra chuyện gì đó thì cứ gọi cho bên mình, sẽ có cách xử lý thỏa đáng cho anh em, chứ không lo gì hết, ai cũng vậy hết. Rồi, con máy này là mình báo với anh em là con máy này là con Isaki, máy xế nhảy nha, Isaki. Thì lúc này thì mình như vậy thì mình anh em nào làm rờ mọt thì kia đó thì chỉ tháo cái đuôi đó ra thì nói chung là chỉ gắn cái đuôi làm ở ngoài sau thôi, là mình kéo đi được thôi. Đó. Mình lắp cho anh em hai cái bánh sẵn luôn nè. Đó. Đó, một chút nữa mình lắp cái lưỡi vô cho anh em, bộ lưỡi nó nằm ở đây. Đó, con máy này thì mình bán cái giá là tại cửa hàng là 7,5 triệu. Đó, máy của hãng Isaki 7,5 triệu. Con máy này 4 ngựa nha anh em. 4 ngựa cốt xéo. Của 4 ngựa lóc xéo. Đó, OHQ. À, anh em thấy một con máy rất là hấp dẫn. Đó, thì anh em cứ tham khảo. Rồi, máy này thì nó hai số tới một số lùi. Rồi bây giờ để mình tháo cái bánh ra. Khoan, mình để mình khởi động cho nó chạy cái bánh trước, hồi vô cái lưỡi thì nó khó di chuyển hơn, để cho anh em thấy cái chức năng của nó ha. Để vậy đi, anh em thấy rõ hơn. Rồi, để đập máy lên. Đó, đóng e. Em thấy tiếng máy nó chạy rất là, máy này thì nó rất là ngon, cái khởi động nó không có kêu, không có gì hết. Nè, giờ mình vô số số 1. Anh em thấy không, số 1 quay đầu chuyển hướng, nói chung là quay đầu đầy đủ nha. Rất là linh hoạt, bóp bên đây là cứ quay thôi. Nó còn muốn quay bên đây thì bóp bên đây. Thấy không? Đó, vô số lùi. Giờ mình lùi lại ha. Đó, số lùi lại đây. Còn số nhanh,
thuốc nam này nó lẹ lắm, thuốc nhanh này dùng để xế thôi, để gắn lưỡi xế vô cái nó rất là lẹ, mình chạy ra lăng ti thôi. Lẹ, thuốc nhanh nó lẹ lắm. Rồi rồi mình tắt máy ha. Rồi mình gắn lưỡi vô cho anh em xem, anh em cố gắng theo dõi ha. Một cái đồ nào mình mua thì mình phải xem cho nó kỹ, chứ để khỏi có nhầm máy này kia, mình cũng muốn là cho nó phù hợp nhất cho từng anh em. Rồi để mình gắn lưỡi vô. Gắn lưỡi, lấy lưỡi gắn vô con. Rút cái bánh ra đi. Chỉ rút chốt ra thôi, thì anh em cứ để lưỡi vô chứ không có gì hết. Dịnh này nè, có tiếng dịnh này để quay bên lưỡi này nè cho dễ thấy đó. Em thấy không, rồi gắn chốt vô. Phía bên đây, phía bên đây để rời cái cam ra qua đây. Rồi rút ra. Rồi đó, như vậy thì anh em cứ xế thôi anh em thấy không, thấy rõ không? Đó, như vậy là xế thôi, anh em thấy rõ cái lưỡi không? Cái bộ lưỡi này là mình để cái bộ lưỡi mà mình từng nói là thợ rèn ở đây á, người ta làm thủ công từng cái đó thì được. Xế nó rất đã, nói chung là nó rất phù hợp cho đất mình ở đây. Nói chung nó đã, nó ngon hơn lưỡi bãi nhiều lắm. Lưỡi này lưỡi bằng với này là bằng nhíp xe, cho nên lưỡi này giá thành nó cao lắm. Thì những anh em có nào có xài qua rồi thì sẽ nói không cao, tại vì có xài mới biết hiệu quả của cái lưỡi, chứ không phải lưỡi nào cũng như lưỡi đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái y tô chim cái đầu máy con, cho nó nhổng cái lưỡi lên nó dễ thấy nè. Lấy y tô chim cái đầu máy này nó cũng khá là nặng nha anh em, nó độ khoảng 60 kg. Khoan từ từ nó nhấc ngã. Rồi chú Vịnh vậy đi, được rồi nè, Vịnh đi để coi nó cái camera nó ngay không, để quay hồi nó quay chỗ khác không đó. Rồi ha, vậy được rồi. Máy này bảo đảm anh em xế nó rất là đã, nó kéo e ra ha. Đó này, rồi anh Vịnh cái anh em đóng lại chạy thôi. Nè. Bây giờ mình chạy chút cho anh em xem ha. Nó lên ra. Đó, cái độ quay của nó.
rưỡi. Rồi anh em nó quay như kiểu như vậy, anh em đưa xuống đất là anh em đi theo lên ga lớn, anh em đi theo cũng hơi mệt với nó đó, nó nhanh, rất nhanh đó. Còn anh em muốn chậm lại thì anh em trả lại số chậm đây nè, để mình trả luôn cho anh em xem đó. Anh em muốn chơi chậm, ví dụ đất cho đất đất mà cứng mà có thể mình cuốc không nổi mình đi xuống chậm đó. Còn còn cái lùi ở đây đó, thấy không, đó lùi nó chậm lẹ đó. Nó muốn chậm lẹ thì mình cứ đi số thôi. Rồi để máy xuống, dở dở để máy xuống. Cái chân trống này thì anh em lên tắt máy cái ha, tắt máy đây. Nói chung cái dòng máy này thì nó rất là nhẹ, nó tăng xăng lắm. Chạy rất là êm. Rồi anh em lưu ý dùm cái dòng máy này, dòng OHW nha anh em. OHW đó, anh em muốn cái chân này anh em muốn chỉnh cách nào đó thì cứ xả cái con này ra cứ chỉnh thôi. Còn cái tay bên đây thì bóp là bóp bên nào là bên đó ngưng, quay đầu là dễ. Còn cái này thì nó khiển nhanh, tay khiển nhanh nè, anh em dùng cái này cũng được nè. Còn muốn nắm cái này đẩy cũng được, cái nào cũng được hết. Còn bấm bóp bên đây thì cái khớp lưỡi bên đây, nói chung là cái cho nó ngưng bên đó, là người ta quay đầu rồi nó dễ đó. Đó. Còn công tắc thì nó nằm ở đây, nó nhắn vô đây thì tắt thôi, nó đơn giản. Còn cái này chỉnh vừa cái tầm mình dặn chỗ này, nâng cao thấp gì đó thì anh em thôi. Cái đó thì cái dây máy này là nó, anh em xới nó không sợ bị tuôn. Nói chung là nó xài hai dây cu ro đôi phía trong đó, dây đôi phía trong. Rồi giờ mình đo cái kích cỡ cho anh em ha. Máy này thì nặng cỡ 60 kg ra nè, xế đất cứng nó đã luôn, xế cứng không bao giờ mà sợ nó tưng nó nhảy gì hết. Đây mình đo cho. Chiều dài tới cái tay hết luôn, chiều dài múc này luôn là 1 mét rưỡi. Chiều cao của nó tới bình xăng này đây, thấy nè, tới bình xăng này là 70, gần 70 chứ chưa tới 70, thì cho 70 luôn thì 7 tắc. Còn cái thân của nó thì ngắn mà, cái thân nó đây, nó tới cái chân của nó đây, từ mỏ tới chân của nó là 9 tấc. Còn chiều ngang của lưỡi, chiều ngang hết lưỡi nó luôn, đo tới chót lưỡi ha, là chính xác nó là 65 tấc rưỡi. Còn cái chân trống này thì anh em nó quấy bật lên bật xuống này. Rồi thì con máy này mình bán là 7,5 triệu đó, bán tại cửa hàng giá 7,5 triệu. Còn anh em ở đâu hay gì đó gọi ra mình, rồi mình sẽ tính cho nó chính xác cái phần mà tiền bạc phí đồ gửi cách làm sao đó thì mình nói rõ. Rồi anh em tham khảo coi đúng cái dòng máy của mình sử dụng không thì lúc đó gọi lại mình chốt ha. Nếu con máy này còn thì mình chốt cho anh em, nào gọi lại con máy còn thì mình chốt cho anh em đó thôi, chứ không có gì. Còn lúc gọi lại thì bán rồi thì mình nói bán rồi, mình sẽ chọn con khác theo đúng cái nhu cầu của anh em. Thôi chào tạm biệt anh em ha, chúc anh em luôn vui vẻ ha.